Alo cả nhà, có biến rồi cả nhà ơi. Nam đang đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Bến Tre thì đến cái đoạn mà gần bệnh viện 120 đó thì bị kẹt xe nãy giờ gần một tiếng rồi cả nhà. Thì được thông tin các anh tài xế đi ngược chiều thì báo là bây giờ là có một cái vụ tai nạn trên cầu, có va chạm giữa xe tải và nó làm vắt ngang cầu nên tê liệt gần hơn một tiếng đồng hồ rồi. Tới giờ thì tắt máy xe dừng đợi luôn cả nhà. Không biết bao giờ mới về tới nhà, chắc là tới sáng mới về nha. Nếu các anh chị đi trong cái thời điểm này thì cũng nên dừng lại một chút để chờ để đợi những cái tin tức kế tiếp để tiếp tục hành trình. Chứ bây giờ mình đi tới đây mình kẹt xe rồi, hai chiều đều kẹt cứng hết nha cả nhà. Nghe đâu cũng có thương vong về người đó. Nên các anh chị xem các cái bản tin kế tiếp để coi mình có cái lộ trình phù hợp hơn nha. Chúc cho cả nhà có một buổi tối thật tốt lành và lái xe an toàn nha. Theo như quan sát thì xe đã kẹt khá là nặng nha cả nhà, tê liệt gần hai hướng hết. Nếu chúng ta đi từ hướng thành phố Hồ Chí Minh về thì đến một ngã ba, thay vì lên cầu Rạch Miễu thì chúng ta có thể rẽ phải và ở đó sẽ có một khu vực để chúng ta có chọn một bến phà để chúng ta đi về hướng Bến Tre, đó là chúng ta đi gấp nha cả nhà.